Đức xin chào bà con, mới về cái lô bình xăng nè bà con ha. Pin 150 rất là đẹp, tháo ra tháo chén bán cho bà con coi luôn. Đây là địa chỉ của em ở Kiến Bình 2, Kiến An, Chợ Mới, An Giang ha. Rồi trước tiên là bình số 1 đi. Thì cái lô này em không có thời gian để mà xúc rửa ha, thì sẽ bán xô cho bà con. Nào tháo chén cho bà con coi luôn nè, mình chưa vệ sinh, giờ bà con cho thợ vệ sinh. Cái này nói chung là em bán cho thợ thôi ha. Ở trên cái cối này nè, không có đóng cối, chỗ cái đầu này nè, đó đầu đen đó, không có đóng cối. Rồi bên trong đẹp luôn. Lê gió là đẹp luôn. Rồi chế ga rất đẹp luôn. Đó, bình số 1. Em bán cho bà con thợ nào về tự làm nha. Đây là chưa có xúc nha, 450. Rồi ghi vô số 1 cái 450, rồi ghi tiếp 234 để cái bút lông này hơi nó hết màu. Nó ra gió hơi hết màu đó, nó dầu này nó không dính vô nè. Thấy đầu chụp lại liền hay khô đầu màu. Số 2. Đó, số 2 đây là phao gin không đóng cối. Đó, bên trong sạch sẽ, mép ốc mấy cái này đẹp. Đây, có trắng góc một chút xíu. Chạy chế ga đây nè. Cái này có liếm chạy chế ga, bán cái này 400 luôn nha bà con ha. Liếm lên chút xíu chiêu nè, mà chưa sao. Với chạy chế ga trên đây, bán bình này 400 ngàn luôn. Rồi số 2 này nó có dầu chùi tay hơi chốc cái hơi đó trơn à. Rồi tiếp theo là số 3. Số 3 nào bà con ha, không có đóng cối rồi, nhưng bữa nay chơi tháo chén luôn. Môi gột gan ra coi luôn. Rồi trái này thật là đẹp luôn. Chưa liếm nha, này chốc nước sơn thôi. Nói chung mình riêng 150 bình nào cũng vậy, trên mấy cái cục máy cọp mà 25 24 triệu nó cũng bị chốc nước sơn vậy đó. Tại vì nước sơn đề cao là nó đều là trái ga nhám. Đó, bình le đẹp nè, thấy không? Rồi mình số 3, đây số 3 nè bà con ha. Em bán cho bà con là 450. Số 4 đâu? Hả? Số 4 rồi, nó nhảy số 5 nè. Quên ghi số 6. Rồi số 4 bỏ qua bên, quên ghi số 4 nha bà con ha. Nhảy tới số 5. Quên ghi số 4. Bà con đừng nghe mấy cái ông thợ mà giờ thay kim đót nha. Trời, thay kim đót là chết luôn á. Nhà mong về thay kim đót. Giờ mình xúc rửa thôi. Nè, không có đóng cối đóng kiếp lại cho nghe. Bình số 5. Nhà mong mua cái bình mới. Bình mới luôn, trong hộp dài nó thay kim đót xài mới được. Trời ơi, trời thay kim đót. Rồi đó. Bình số 5 đây, 450. Nhiều ông cũng ác chứ lắm. Số 6 này rất là cọp nha. Số 6 chơi ga đều rất là cọp nha. Số 6, 450 không đóng cối nha. Rồi ok, mới tin nè. Nó đang môi gột can ra chơi luôn. Số 7. Số 7, sửa số 7 này lại làm mà. Sửa chén số 7 ghi chỗ khác nữa. Rồi số 7 rất là cọp luôn nha bà con nha. 450 luôn. Số 8. Số 8 đây. Chế ga rất là cọp luôn. Và chống nước sơn đèn miếng chưa liếm. Sửa số 8 này lại cái tay bo vô lem nè. Không có được. Dầu không là dứt bút lông là không có được. Nó chóc hết trơn à. Số 8 không có đóng cối đóng kiếp cho nghe bà con ha.
Ghim 125 chúng ta sẽ gắn WS 110 rồi khu 2 phu neo khu ít đầu dừa sạch trơn nha. Số 9 đó, số 9 rất là cộp luôn nha, không có nha. Rồi 450 chấm nước sơn miếng. Còn bà con mà đòi mà đen thùi hết trơn không có chấm nước sơn á thì mình mua bình mới, bên đây của mình cũng có bán luôn là 1.3 triệu, cái đó nó thật sự không có buồn dặn gì chứ. 1.3 triệu nhà anh khó giữ thằng lắm, đòi phải hoàn hảo. Bây giờ anh chạy con lít xăng một, anh tháo ra nó vẫn bị chốc nước sơn như thường như vậy luôn. Một lít xăng một thôi là chốc nước sơn rồi. Rồi số 9 nè, lấy bút lông đồ là cái này coi, nó muốn bay nè, có hơi dầu nó không dính. Rồi số 9 cho bà con là 450, cái giá này là cạnh tranh khốc liệt nha. Số 10 đây đó, chén sạch sẽ luôn, chưa đóng cối đóng kiếp chân còn nguyên si nha. Rồi số 10 này là rất là cọp luôn, số 10 là cọp nhất trong bài. Rồi à, số 10 cọp nhất trong bài luôn, 500 à, lấy lòng tin của khách hàng moi ruột gan cho coi luôn nữa, hết trơn phải không? Số 10 có 9 bình mà tại ghi lộn. Nó 9 bình mà nãy mắc của số 4 cũng như là thành mời số 10. Rồi bà con nào mua thì alo ha. Mới tin không à. Rồi em xin nói là mấy cái này là chưa xúc chưa gỡ, em bán giá cho mấy anh thợ giờ rất là rẻ luôn. Em thấy công kích cà phê chút đỉnh, còn không bao gam ti và không bao chảy xăng dư, không có bán khách, bán thợ thôi. Đó, giờ cho mấy anh thợ xúc lại. Bình ghim 125 nha. Còn ai muốn bao thì thêm 150 nữa, xúc gỡ canh chỉnh đâu đó đàng hoàng thì thêm 150 nữa thì bao gam ti bao xăng dư. Rồi xin chào bà con cô bác nha.